Ván đấu khởi đầu trong cặp đấu giữa Generic Win đối đầu với Samsung Galaxy lượt về LCK mùa hè 2017 chính thức được diễn ra. Bên phía đội xanh sẽ là Gene, còn bên phía đội đỏ sẽ là Samsung Galaxy. Cái đó khu đường giữa khá là hòa hoãn giữa Cocky của Crown. Bên phía bên này thì Crown đang bị tấn công, mất rất nhiều máu. Anh ta đang bị kiệt sức, nhưng anh ta cũng đang rất chậm chạy đuổi theo đối phương. Và đã có tốc biến đi, ngay lập tức sử dụng chiêu cuối của mình lên, nổi lòng cướp ngược trở lại. Ambition đang muốn thoát khỏi tình cảnh khó này. Kuzan quy trúng vào người anh ta, mất rất nhiều máu. Nếu như bây giờ anh ta tiến lên để găng một Rumble dưới trụ, còn chiêu rồi, cuối của đường dưới rất tệ, chiêu cuối ngược trở lại, vòng một phút lưng âm ti hất tung được thêm một lần nữa. Người đầu tiên nằm xuống là âm, người thứ hai nằm xuống là Ruler, y chang trong sách giáo khoa luôn. Lee Sin và Ambition bắt buộc phải lùi về. Những sự xuất hiện của xong. Ủa, có tạm biệt rất nhiều máu, 1/2 cây máu xong, một cú quy nhẹ mà thôi. Nhưng có một cú kéo, một lần nữa là kéo trúng. Stower tiếp tục kéo được thêm một người, đó là QB, anh ta bị hất ngược trở lại. Anh ta nằm xuống, cùng giảm lượng sát thương rất lớn từ cú quy của anh ta. Dứt định QB, QB trước đó dính kéo và phải tốc biến đi rồi. Nay dạo gần đây bạn lên đồ theo hướng như thế này, đánh tay nhiều. Wow, cú kéo khắc não rất ghê. Đến từ Slower, anh ta che chắn cho Ruler được. Bây giờ là MT tới, bị làm choáng bởi Threat. Đó là Slower, anh ta đang cố gắng lùi về. Cú quy chính xác, liệu Ambition dám bay vào hay không? Không dám bay vào, bây giờ anh ta bay vào. Đá nổ âm cước, nó không được đúng người lắm. MT quay ngược trở lại, hất tung đối phương lên. Teddy dứt điểm nghe tức Ambition. Và Teddy là người có điểm hai cục đầu tiên trong pha giao tranh vừa rồi. Đó là 5-0 dành cho Gene. Bên phía bên kia sẽ luôn thua nhịp so với đồ của bạn. Wow. Và Teddy cùng với là Slower đang ăn con Baron này cùng với Unti nữa. Họ có hai trừng phạt. Và con mắt kiểm soát vừa rồi nó vô hiệu hóa con mắt của đối phương. Đúng là như vậy, không có thông tin đến từ Samsung. Tôi cần một ứng tiễn đến từ vị trí Ruler có quá chậm hay không đây. Có giày vò, vừa rồi trừng phạt Unti đã dùng. Giày vò, có đủ sát thương hay không đây? Đủ sát thương. Ambition đến quá trễ, không có đủ tầm nhìn đến từ Samsung. Rek'Sai hỗ trợ nha, bóng người Rek'Sai hỗ trợ nó không nhiều tác dụng lắm đâu. Quay ngược trở lại tấn công, hãng tự chúng Ambition, dồn sức của Ambition. Và Ambition vẫn còn sống và anh ta tốc biến đi, nhưng chiêu cuối của MT tới và ta dứt điểm đối phương. Thêm một điểm hòa gục nữa dành cho MT. Teddy quá nhảy lên bắn, Teddy tốc biến lên bắn, ứng khăn giải thuật của mình không được nữa rồi. Kéo anh tử tiếp tục là trúng, và điểm hòa gục tiếp theo nữa dành cho bên phía Zine, không đó là quét sạch dành cho Zine bằng một cú double kill của sở hữu của họ Kalista. 10-0 dành cho Zine, không có bất kỳ một sai lầm nào cả trong tình huống rồi. MT tiếp cận với một cú tốc biến hất tung hạ gục thành công Ambition. Bên phía bên này thì Kalista của Teddy nhảy thoải mái. Anh ta nhảy từ đầu đến cuối luôn. Và đó là cú double kill dành cho anh ta, double kill dành cho MT. Kết thúc bán đấu hoàn hảo. Đây là đỉnh nghĩa của sự hoàn hảo luôn. 9-0 về trụ, 13.000, 12.000 tiền hơn chênh lệch. Không có bất kỳ điểm hòa gục, không có bất kỳ trụ, không có bất kỳ rồng, không có bất kỳ Baron nào dành cho Samsung cả. Một ván đấu mà khi mà Zine đã có được lợi thế và họ Snowball không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Rất nhanh chóng chúng ta đến với ván đấu thứ hai giữa Samsung Galaxy và Zine Green Wing trong khuôn khổ của LCK mùa hè 2017. Tỷ số hiện tại 1-0 cho Zine trong sau ván đấu đầu tiên, một ván thắng hoàn hảo. Chưa mua mắt à, nó tự hỏi nhầm. Nó tự mua, khi ra khỏi căn cứ thì nó sẽ tự mua cho bạn đó cái mắt vật tổ. Bởi vì đối phương đang mạnh hơn quá là nhiều rồi. Và đặc biệt là Zera cầm thiêu đốt thế này nữa khá là nguy hiểm cho Hazin. Nhưng đường trên QV đem lại một tín hiệu sáng suốt, anh ta tốc biến lên và có W từ Xu, nhưng đợi W tiêu hết, QV đánh thêm phát đánh thường nữa, xử lý rất hoàn hảo từ QV. Trả luôn chiêu cuối là trả sát thương vào người Ruler luôn, là Ruler là người gặp nguy hiểm. Là bắn gì đây, test thử đối phương có ma bổ xong kim bạn ơi. Nó không mất máu nhiều lắm mà tôi thấy máu của Ruler mất nhiều hơn. Đó là Teddy không có bất kỳ khiên nào cả. Bên phía bên này chiều thì tôi chuột nướng thực sự rồi. Ui và ứng luôn hồi máu. May quá không có, chưa có món chuột nướng. Cá sấu tới, bức thần cá sấu lên. Ép người Teddy, Teddy tốc biến phía bên kia tường. Bắn ngược trở lại, kích vô danh bắn. QV bị giữ chân bởi cú trói đến từ Zara. Và anh ta nằm xuống. Ruler bên phía này gây đủ áp lực và tiễn ngay lập tức Ruler lên bảng điểm số. Khi mà anh ta không còn hồi máu nữa. Trick của Ruler chưa có kháng phép nữa. Và nó sẽ chuyển hóa cái lượng sát thương của trước sang về phía của MT một xíu. Và là như giao tranh diễn ra, chiêu cuối ra cực kỳ đẹp luôn. Và họ luôn ngược trở lại chiêu cuối của Xu, ngăn cách đội hình đối phương. QV họ bắt được QV, QV tốc biến ngược trở lại. Và ngay lập tức Xu ấn đồng hồ các nước. Wow, lúc Kuzan bay lên, combo trọn vẹn mọi người. Ruler dứt điểm, Ruler chưa kịp tốc biến nổi. Tốc biến lên, họ đang muốn lấy thêm điểm hạ gục. Họ xảy được thêm Kama lên bảng điểm số. Và QV đang phải chọn, phải chạy cực kỳ nhanh. Trong khi đó ở hướng ngược lại bên phía bên kia, Teddy đóng băng cái con cá trê của cô dây. Thần cá sấu chưa có đúng không? Có chưa? Thôi ngược trở lại rồi. Nhờ phía này một chiêu cuối rất lội đến từ Teddy. Và nó phải trả giá ngay lập tức. Đó là hai điểm hạ gục của Ruler. Phải chọn vị trí bắn rất ổn đến từ Ruler. Ambition tiến qua. Đợi, và đang đợi. Chói rất tốt nha. Chiêu cuối nhồi vào và chiêu cuối thả lại thẳng lên người.
đó là Tam Ken mà thôi. Và Umti bơi lên, anh ta bơi lên rất mạnh mẽ, sau đó tốc biến ngược trở lại, Umti hạ cũng đúng người, và đó là Ruler. Ambition ở đây cao vào người Kuzan, đây không phải là mục tiêu anh ta có thể chơi lại được. Umti dính một cú quy, sau đó tốc biến ngược trở ra, ngay lập tức kêu về xuất hiện với tốc biến của mình để có double kill bằng một cú xoáy quy. Và như vậy là hai bên đang tạm thời cân bằng về số về người, nhưng Teddy bị gì, anh ta tốc biến ngược trở lại trói. Và bắn ngược trở lại, Kuzan tới trói được một người, nhưng ta bị làm choáng quá lâu, và cú quy của Rao dứt điểm anh ta, nhưng Teddy đang bắn được và ta vẫn đang tiếp tục cố gắng bắn. Muốn thử ăn thử cái con Baron này xem như thế nào, có vẻ như là tốc độ không được nhanh lắm, không luôn ngược trở ra, kêu về đánh hạt không nổi, nhưng wow. Người xuống anh ta gặp bốn người đối phương, năm người đối phương, bật chiêu cuối lên bắn Ruler hạ gục ngay lập tức Kozizai Win Sorover. Và họ, anh ta có Kama hỗ trợ, nhà thần Kasou Kiva quay ngược trở lại, tốc biến bên cơ tường, Ruler bắn được thêm một người nữa, lấy một kill, và anh ta vẫn đang sống. Quy và Teddy hạ gục ngược trở lại Ambition, Teddy cũng đang bắn cực kỳ lực, đó là một kill dành cho Teddy. Cả hai xạ thủ đang thi đấu quá hay đi. Nhưng mà tôi không nghĩ là Jin-E họ sẽ quá mạo hiểm tấn công đối phương. Không chưa, họ làm khác những gì tôi nghĩ. Họ tốc biến rồi và bắn tất cả mọi thứ mình có vào mặt Ruler. Teddy, anh ta vẫn còn sống, độc nhất anh ta vẫn chưa chết. Anh ta bị đốt khá đau, anh ta có giáp thiên thần và họ đang muốn ăn cái con rồng ngàn tuổi này. Ê, khi họ thấy Kuzan không có dịch chuyển nha. Kuzan ở phía trên bản đồ và Kuzan không có dịch chuyển. Con rồng ngàn tuổi là 8500 máu, bên phía ngoài là Teddy nha. Và ở phía kia là Umti đang che chắn, chiêu cuối dính vào người coi đây một vị trí khá là hợp lý. Quay ngược trở lại Ambition, anh ta nhảy vào giữa đơn đối phương. Ambition và anh ta đang đi trên catwalk trên cái thảm lửa vừa rồi. Còn ở nhà thì đồng đội của anh ta đang bị đánh tơi bời bởi Kuzan, chịu không nổi. Và QB chịu không nổi rồi, dịch chuyển trở lại đến từ Xu, chắc chắn là có chiến thắng luôn. W ngược trở đi, trói ngược trở lại, quy một phát, Kuzan hạ xuống QB và chiến thắng 2-0 dành cho Jin-E Rinquin. Một trận đấu cực kỳ hay đến từ Jin-E.